Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2021, quận 3 đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo học tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trẻ không đi học đang cư ngụ trên địa bàn. Trong ngày đầu tiên, quận 3 dự kiến sẽ tiêm vaccine cho hơn 9.000 trẻ tại 7 điểm tiêm. Tại điểm tiêm trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu, công tác tiêm chủng được thực hiện đúng quy định và tuân thủ quy tắc 5K. Các em được hướng dẫn khai báo y tế, khám sàng lọc ngồi chờ theo thứ tự, tuân thủ quy trình một chiều, khám sức khỏe theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm và giữ khoảng cách an toàn tại khu vực chờ. Đồng hành với mỗi học sinh đi tiêm chủng là một bậc phụ huynh theo cùng vừa theo dõi sức khỏe cho con, vừa ký giấy đồng thuận cho các em trước khi vào tiêm. Trong đợt tiêm chủng này, các đội tiêm hỗ trợ cho quận 3 đến từ Viện Tiêm, Bệnh viện Mắc Thành phố, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Tai Mũi Hồng, Bệnh viện Y học Cổ truyền và Trung tâm Y tế quận 3. Dự kiến chiến dịch tiêm chủng của quận 3 sẽ tiêm chủng cho gần 20.000 trẻ và kéo dài trong 4 ngày. Bên cạnh quận 3, các quận huyện, thành phố Thủ Đức cũng đã đồng loạt triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Công tác tiêm chủng được đảm bảo an toàn.